Xin chào anh em đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Lại là mình, em gái Mọt Tini đây. Người ta thường bảo lời người già chỉ dạy thì luôn đúng. Thế nhưng cặp cha mẹ trong câu chuyện ngày hôm nay lại không nghe lời người mẹ của mình mà mang chiếc vòng gia truyền đi bán, để rồi phải chịu một kết cục bi thảm. Và liệu chuyện gì đã xảy ra với gia đình của họ? Hãy cùng mình tìm hiểu trong câu chuyện ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu thì mọi người đừng quên like, share và subscribe kênh Mọt Game, em gái Mọt và Mọt Công Nghệ. Và hãy nhớ luôn bật thông báo kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn giờ thì bắt đầu thôi. Bà nội trọng nam khinh nữ, nhưng trước khi chết lại tạo cho tôi chiếc vòng tay đắt giá nhất của bà. Mẹ và anh cướp vòng tay của tôi, nói phải đổi đó lấy tiền cho anh tôi cưới vợ. Chiếc vòng tay này nếu bán sẽ đoạn tử tuyệt tôn, tôi hét lớn. Mẹ không tin, mang vòng tay đi bán. Ngày hôm sau, anh tôi lập tức bị tai nạn giao thông. Con nhỏ chết bà, cứ vòng tay đây, bán để anh mày lấy tiền cưới vợ. Bà già chết tiệt, đồ quý không để cho cháu trai mà là tặng cho thứ lỗ vốn như mày. Đúng là già rồi lú lẫn. Mẹ nhéo lỗ tai tôi quát lớn. Không được bán, tôi dãy dụa nói. Anh tôi lại đổ thêm dầu vào lửa. Tiền sinh lễ của Tiểu Yến còn thiếu khoảng 70 triệu. Bán cái vòng này chắc cũng vừa đủ. Mày không chịu đưa là muốn anh mày không cưới được vợ phải không? Mẹ tức giận tát vào má tôi một cái thật mạnh. Tay của người nhà nông thường xuyên lao động, sức rất lớn. Bà cũng chẳng thèm nương tay, tát tôi hoa cả mắt, miệng rỉ máu. Nhưng tôi sống chết vẫn không chịu đưa vòng tay ra. Nhưng lúc mẹ vừa buông tay, tôi vội vàng vọt ra ngoài. Cha tôi đang ngồi ngoài sân hút thuốc. Tôi rất sợ cha. Từ nhỏ đến lớn ông chưa từng cười với tôi lần nào. Lần này ông từ thành phố trở về cũng chỉ vì muốn sắm sửa sinh lễ cho anh tôi. Nếu không vui ông ấy còn đánh tôi để hả cơn giận. Nhưng lúc này tôi lại chẳng nghĩ được nhiều như vậy. Tôi vội vã trốn sau lưng cha. Sốt sắng nói: Cha ơi, bà nội nói rồi, không được bán cái vòng này đâu. Tự như cha là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình. Có cái gì mà không được bán, đưa cho mẹ bày mau lên. Cha tôi nói một cách vô cảm. Tôi lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, liều mạng lắc đầu. Không được bán, bà nội đã dặn rồi mà. 7 ngày trước bà nội gọi tôi vào phòng, đưa chiếc vòng tay bà luôn đeo cho tôi. Tôi đột nhiên được bà thương thì có hơi giật mình. Tuy bà nội là người trọng nam khinh nữ, nhưng tính ra trong nhà này bà là người tốt với tôi nhất. Nghe bảo lúc tôi ra đời, cha vốn đã mang tôi đi cho người khác. Bà nội vượt đường xá xa xôi, đi hơn 10 cây số đến hộ gia đình kia ôm tôi về nhà. Lúc trước tôi bị sốt mãi không hết, cũng là bà nội dùng phương thuốc cổ truyền cứu tôi trở về. Nhưng từ trước đến nay, bà nội luôn để dành những thứ tốt nhất cho anh tôi. Chiếc vòng tay này là vật bà quý trọng nhất. Anh tôi thường làm nũng với bà, xin bà để lại vòng tay cho anh. Không ngờ bà nội lại tặng nó cho tôi. Tôi không dám nhận. Con nhóc này, cầm đi, bà nội nhét vào ngực tôi. Lúc này tôi mới dám cầm. Sắc mặt bà trở nên vô cùng nghiêm túc. Cháu gái à, những lời tiếp theo của bà con nhất định phải nhớ cho kỹ. Ngày 15 hàng tháng con nhất định phải nhỏ một giọt máu lên chiếc vòng này. Cái vòng này phải dùng máu của chính mình để nuôi. Tôi không nhịn được hỏi: Bà ơi, cái vòng này là gì vậy? Sắc mặt bà tôi nghiêm lại. Cái vòng này là vận mệnh của nhà họ Trương chúng ta. Nếu không có nó, nhà ta sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn. Giọng bà tôi đột nhiên trở nên thê lương. Xuân Nhi, nếu con dám làm mất cái vòng này, bà biến thành ma cũng không tha cho con. Sau khi nói dứt câu, bà nội tôi đột nhiên qua đời. Tự như bị ai đó đột nhiên siết cổ lại. Trong lúc hoảng hốt, tôi thấy một bóng người đứng sau lưng bà. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, tóc dài che kín mặt. Tôi sợ đến mức tái cả mặt, vội vàng mở cửa lao ra ngoài. Bóng người kia cũng biến mất, tự như vừa rồi những gì tôi thấy chỉ là ảo giác. Bà nội đã dặn, cái vòng tay này không được bán. Bán là nhà ta sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn. Tôi hét lớn, gấp đến độ mắt cũng đỏ bừng. Mẹ tôi bực bội: Anh mày không cưới được vợ thì mới là đoạn tử tuyệt tôn. Anh tôi bật cười: Chẳng qua mày muốn độc chiếm cái vòng nên kiếm cớ thôi. Cha tôi đột nhiên nổi cáu: Còn lỗ vốn, mày trù tao hả? Nói xong ông với tay lấy cái đòn gánh đặt tựa vào vách tường, đập lên người tôi. Đau quá, sẽ bị đánh chết mất. Tôi bị đánh đau, không chịu nổi la lớn: Con đưa, đừng đánh nữa. Ngày đó, sau khi bà đưa vòng tay cho tôi đã mang nó đi giấu rất kỹ. Mẹ biết vòng tay ở chỗ tôi nên cũng chẳng gấp. Sau khi an táng bà nội xong, mẹ mới bắt đầu đòi tôi đưa vòng tay. Tôi lật ván giường lên, lấy ra một cái hộp. Anh tôi cầm cái vòng trong tay, vui vẻ đi ra ngoài, không ngừng nói: Vậy là đủ tiền sính lễ rồi. tôi nhìn thấy bóng lưng của anh. Bà ơi, Xuân Nhi đã cố gắng hết sức rồi, con không thể làm gì khác. Là do bọn họ nhất quyết phải cướp nó cho bằng được. Tôi sờ lên vết thương đã kết vảy trên miệng mình. Tự nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng bịt miệng lại. Buổi chiều, anh tôi hớn hở quay về nhà, mặc vest, chạy chuốt bóng bẫy, cố ý lượn qua lượn lại bên ngoài vài vòng. Nhìn thấy tôi, trông anh đắc ý lắm. Cái gì mà đoạn tử tuyệt tôn, không thấy anh mày đang sống tốt à? Ánh mắt của tôi dừng lại sau bàn tay anh trai. Ở đó có một sợi chỉ màu đỏ, cực mỏng, không nhìn kỹ sẽ không thấy. Quỷ giật dây, anh tôi đã bị theo dõi rồi. Anh trai tôi đột nhiên kề sát vào người tôi. Còn thối tha, mày định bán vòng lấy tiền, đi tìm cô Mai của mày đúng không? Cơn giận sọc lên não tôi đẩy mạnh anh ra. Anh trai không kịp phòng bị tôi đẩy cho lảo đảo thì tức giận la lớn. Mẹ ơi, con nhỏ chết tiệt này, nó làm dơ quần áo mới của con. Mẹ tôi lập tức vọt ra, cầm theo cái chổi, dùng sức quật lên người tôi. Anh trai thì đứng bên cạnh cười cợt, còn tôi thì chỉ biết cúi gằm mà. Nếu tôi ngẩng đầu lên, hai người họ nhất định sẽ nhìn thấy ánh mắt hận đến thấu xương của tôi. Cô Mai, loại súc sinh này không xứng gọi tên cô. Cô Mai là nữ giáo viên từ thành phố về làng tôi dạy học. Cô khác với người dân trong làng, quần áo lúc nào cũng tươm tất, tóc đeo băng đô, mặt luôn treo một nụ cười rạng rỡ. Cô rất lương thiện, đối xử với tôi rất tốt. Cô tặng bút và vở cho tôi, dạy tôi viết văn, mang đến cho tôi cảm giác ấm áp từ trước đến giờ chưa từng được cảm nhận. Cô ấy dạy cho tôi biết, hóa ra con gái cũng được yêu thương như vậy. Dạy cho tôi biết tôi không sai, người sai là cha mẹ tôi. Học kỳ đó là những ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi. Cha vì mặt mũi nên mới cho tôi đi học, nhưng mẹ thì luôn cằn nhằn tôi đi rồi, trong nhà thiếu người làm việc. Cha nghe mẹ lải nhải mãi, cuối cùng cũng mặc kệ sĩ diện ép tôi bỏ học. Vì lẽ đó cô Mai từng đến nhà tôi hỏi thăm vài lần, nhưng mẹ tôi chẳng quan tâm. Cho đến một ngày anh tôi từ trấn trên về, vừa hay gặp cô Mai. Xuân Nhi, mày có chịu để cô Mai làm chị dâu mày không? Sau ngày đó anh trai cợt nhã hỏi tôi giả điếc không trả lời anh ta. Anh trai tôi là một tên vô lại, còn cô Mai là tiên nữ giáng trần. Tôi từng học được một câu thế này: cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Câu này để chỉ anh trai tôi. Ngày nọ, mẹ tôi đột nhiên thay đổi thái độ, cho phép tôi đi học lại. Nhưng bà bác cô Mai phải đến nhà một chuyến, nói là có chuyện muốn bàn với cô. Tôi được đi học lại thì vui lắm, cả người ngập tràn hạnh phúc, nói chuyện này cho cô Mai. Cô Mai biết tin thì cũng mừng, kéo tay tôi vội đi về nhà. Tới nhà, mẹ bảo trong nhà hết muối, dặn tôi lên cửa hàng tạp hóa ở đầu làng mua ít muối về. Nhưng mua xong, tôi đột nhiên có dự cảm chẳng lành, vội vàng chạy về nhà. Tôi gần như dùng hết sức lực của mình, từ trước đến giờ tôi chưa từng chạy nhanh như vậy. Tôi nghiêng ngã, lao đảo, về được đến nhà thì thấy cô Mai đang nằm trong phòng anh tôi, quần áo xộc xệch, trong mắt cô đã chẳng còn chút ánh sáng nào nữa. Bầu trời ngày hôm đó đặc biệt tối. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời. Cô ơi, người ác sẽ gặp quả báo, đúng không? Ngày hôm sau anh tôi mặc một bộ vest mới, tóc vuốt kèo bóng bẫy, trong tay còn cầm theo một túi đồ ăn vặt, quơ quơ trước mặt tôi. Thèm không? Nhưng mơ đi, cái này là cho chị Tiểu Yến của mày. Nói xong liền hớn hở đi mất. Ngày nào anh tôi cũng chạy đến nhà Tiểu Yến. Hôn sự của hai nhà đã bàn bạc thỏa đáng, chỉ còn chờ qua thất đầu của bà nội là có thể chọn nghề làm để đính hôn. Mẹ tôi vui như được mùa, chuyện coi như sắp xong cả rồi. Chờ đến khi Tiểu Yến vào nhà xin cho mẹ mấy đứa cháu, mẹ tôi hiển nhiên đã bị tương lai con đàn cháu đống trong đầu bà chọc cho vui vẻ, cười toe toét suốt mấy ngày liền. Tôi nhìn phía sau tay anh trai, sợi chỉ đỏ càng lúc càng đậm cũng cười theo. Trưa hôm nay, dì hàng xóm vội vàng chạy đến nhà, gọi lớn tên mẹ tôi. Lai đệ à, không xong rồi, thằng Minh Dương nhà em xảy ra chuyện rồi. Minh Dương là tên anh trai tôi. Mẹ tôi đang chẻ củi, hoảng đến mức suýt bổ nhầm vào chân mình. Minh Dương xảy ra chuyện gì? Mẹ tôi mờ mịt hỏi, gương mặt tái nhợt, cơ thể mềm nhũn, tê liệt, ngã xuống đất. Đã qua một lúc sau, mẹ tôi mới đứng dậy được, khoác áo đi ra ngoài. Tôi cũng bám theo sau. Anh tôi bị một chiếc ô tô tông ở đầu làng. Khi tôi và mẹ chạy đến nơi, anh trai tôi đã nằm trên mặt đất, cơ thể vặn vẹo, bên dưới toàn là máu, mặt mũi tái nhợt không động đậy, cứ như đã chết. Mẹ tôi chứng kiến xong cảnh này thì trực tiếp hôn mê bất tỉnh, chỉ có tôi đứng cạnh nhìn chằm chằm, cẩn thận quan sát. Có lẽ bánh xe đã cán qua nửa thân người dưới của anh trai tôi. Lúc bị cán chắc anh phải đau lắm. Tôi dường như có thể tưởng tượng được cảnh anh ta gào thét, gương mặt méo mó vì đau đớn. Tôi vội vàng che miệng mình lại, sợ sẽ cười ra tiếng. Số anh tôi vẫn chưa tận. Anh ta được đưa đến bệnh viện huyện cứu chữa. Tuy không tổn thương đến não và nội tạng, nhưng hai cái đùi coi như bỏ, sau này không thể đi lại được. Đấy là chưa kể đến nửa người dưới của anh ta bị xe ô tô chèn qua, máu thịt lẫn lộn. Sau này không thể có con được nữa. Mẹ tôi nghe xong tin này thì lập tức hôn mê bất tỉnh. Cha tôi ngồi ngoài hành lang hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Lưng cha phơm xuống giữa đám khói thuốc mờ ảo. Nhìn mà ông như già đi mấy chục tuổi. Hộ sĩ có đi ra nhắc nhở vài câu, ông cũng chẳng thèm để ý. Sau khi tỉnh lại, mẹ tôi lập tức nhắc đến chuyện cái vòng tay. Lời Xuân Nhi nói không phải thật đó chứ? Cái vòng tay sẽ không thật sự. Cha tôi nghe xong thì đột nhiên tức giận. Con nhỏ chết bầm đó thì biết cái gì? Rõ ràng nó đang cố tình nguyền rủa nhà họ Trương của tôi. Cha càng nói càng giận. Cuối cùng ông buông tay tát mạnh lên mặt tôi. Con nhỏ chết tiệt, lúc trước lẽ ra nên đem mày đi cho luôn chứ không nên ôm về. Mày là quỷ đến đòi nợ tao, tao đánh chết mày. Đau lắm, nhưng buồn cười lắm. Nếu bây giờ bọn họ tin lời tôi chuột vòng tay về, không chừng có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng họ không tin. Vậy thì còn gì bằng? Sau khi anh tôi tỉnh lại, biết được tình trạng của cơ thể thì không chấp nhận nổi, làm ầm ĩ muốn nhảy lầu, liều mạng lao ra ngoài cửa sổ. Mẹ tôi vội vàng cản anh lại, quát cha tôi. Cha thằng nhỏ, ông mau lại giúp tôi với. Cha tôi đứng yên, không nhúc nhích, lạnh lùng nói. Không thể nói giỏi tông đường cho nhà họ Trương thì để nó chết đi cho rồi. Trên mặt mẹ tôi lộ ra biểu cảm không thể tin được. Anh tôi cũng khiếp sợ chẳng kém. Cha cưng chiều anh ta từ nhỏ đến lớn, muốn cái gì là có cái đó. Có thể nói là cưng như hoa như trứng. Mà hiện tại sắc mặt nhợt nhạt của anh tôi đã trở thành màu xám tro. Cuối cùng anh tôi vẫn sợ chết. Nghe cha nói như vậy, anh ta đột nhiên không làm loạn nữa, nhắm mắt nằm trên giường, dường như rất khó chịu, chân mày nhíu chặt, không ngừng lẩm bẩm gì đó. Hoàn toàn chẳng còn vẻ đắc ý, kiêu ngạo trước đây nữa. Rất nhanh, cả làng đều biết chuyện của anh tôi. Khi chúng tôi quay về làng, có rất nhiều người chỉ trỏ sau lưng cha mẹ tôi. Nghe bảo thằng con nhà Thản Sinh không có con được nữa rồi. Tạo nghiệt mà, đoạn tử tuyệt tôn rồi còn gì. Lúc trước á, nhà Thản Sinh liều mạng nghĩ cách sinh được con trai, nuôi hơn 20 năm chết ỏi gì. Có người còn vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa. Bây giờ trong nhà Thản Sinh có tới 2 đứa con gái cơ đó. Mẹ tôi tức giận lao đến đánh nhau với người ta. Cha tôi không đến giúp, còn nói bà làm ông mất mà. Sang đến ngày hôm sau, nhà Tiểu Yến đem trả lễ sính lễ cho nhà tôi. Ý trên mặt chữ, không có cưới hỏi gì nữa. Mẹ tôi đương nhiên là không chịu. Con bà thành ra thế này rồi, con định bắt con gái tôi thủ tiết cả đời hả? Lai đệ à, sao bà ác độc vậy? Tôi nói nè, bà là nghiệp chướng đó, hại nhiều đứa con gái như vậy, báo ứng cả đó. Mẹ của Tiểu Yến không phải là người dễ chọc, từng lời như đâm vào tim mẹ tôi, làm mẹ tôi không thể thốt ra được lời nào. Giấc mơ ôm cháu trai của bà tan biến như bọt biển. Mẹ tôi đổ tất cả mọi sự tức giận lên chủ chiếc xe đã tông anh trai tôi. Chủ chiếc xe đó là người có tiền. Mẹ tôi mở miệng đòi bồi thường gần 6,9 tỷ. Bà nói có tiền rồi, bà sẽ dẫn anh tôi lên thành phố chữa bệnh, không tin là không chữa khỏi. Nhưng chủ xe có chết cũng không thừa nhận, bảo mình không tông anh tôi. Kết quả sau khi điều tra cho thấy, người đã tông anh tôi không phải là chủ xe, mà là thằng ngốc nổi tiếng trong làng. Thằng ngốc đã ăn trộm, lái xe tông anh tôi. Gia đình thằng đấy chỉ có một người mẹ góa phụ, hai mẹ con sống trong một căn nhà ngói ở trên núi, nghèo có tiếng ở trong làng. Cha mẹ tôi điên lên, hai vợ chồng họ cầm cuốc không ngừng vụt về phía thằng ngốc. Thằng ngốc nhảy trái, nhảy phải, bỏ trốn. Tôi đột nhiên nhìn thấy sau bàn tay của thằng ngốc có một sợi chỉ đỏ, như ẩn như hiện. Quỷ giật dây, nó cũng bị theo dõi. Thằng ngốc này, thế mà lại là... Tôi không nhịn được, nở nụ cười, dường như cảm thấy rất thú vị. Thằng ngốc kia bị đánh một trận tả tơi. Lúc mẹ tôi về nhà, nhìn thấy anh tôi bệnh đến mức hốc hác, cơn giận lại sộc lên não. Sang đến ngày hôm sau, bà dẫn theo mấy cậu đến nhà thằng ngốc, muốn đòi một lời giải thích thỏa đáng. Tôi cũng đi theo gấp vui. Trên đường đi, tôi thấy một đôi nam nữ đang lén lút nói gì đó. Nhìn kỹ thì thấy là cha tôi và mẹ của thằng ngốc kia. Tôi nhớ đến sợi chỉ đỏ sau tai thằng ngốc. Không cần nghe cũng biết họ đang nói gì. Tôi đảo mắt, nhanh chân chạy lên trước. Lúc này nếu họ phát hiện tôi chắc chắn sẽ bị đánh chết. Tôi chạy đến trước cửa nhà thằng ngốc. Mẹ tôi và các cậu sớm đã dồn nó vào góc tường. Cha tôi vừa đến, mẹ tôi đã nói: cha thằng nhỏ, cuối cùng ông cũng đến. Tôi thấy chuyện này không thể bỏ qua như thế được. Nợ máu phải trả bằng máu. Thằng ngốc này hại Minh Dương nhà ta như vậy, tôi cũng muốn nó bị đoạn tử tuyệt tôn. Nhà thằng ngốc không có tiền, vậy bà muốn thằng ngốc này phải giống con trai mình, không thể làm đàn ông được nữa. Cha tôi thở dài một hơi, mở miệng nói, tôi thấy nên bỏ qua đi. Đại trụ cũng không cố ý, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi. Mẹ tôi nhìn cha bà ánh mắt không thể tin được. Bà không ngờ cha tôi lại đứng ra bên vực thằng ngốc kia. Bà không cam tâm. Chị hai, giờ phải làm sao đây? Cậu nhỏ nóng nảy. Dĩ nhiên chỉ cần mẹ tôi gật đầu, ông ta sẽ tiếp tục động tay động chân. Cha tôi vội la lên, lại đây! Nếu bà cứ nhất quyết muốn gây chuyện như thế thì ly hôn. Làm gì có người phụ nữ nào độc ác như bà. Nghe thấy hai từ ly hôn, mẹ tôi sợ ngay, chỉ đành nuốt cơn giận xuống. Nhưng nó cũng trở thành một nút thắt trong lòng bà. Bà không hiểu tại sao thái độ của cha tôi lại đột nhiên thay đổi như thế. Rõ ràng hôm qua lúc đánh thằng ngốc, ông ta còn ra tay nặng hơn bà nữa mà. Mẹ từng hỏi, nhưng kết quả lại bị cha tôi mắng cho một trận. Ông nói bà suy bụng ta ra bụng người. Nếu bà có thể sinh thêm mấy đứa nữa thì đã không làm nhà họ Trương của ông phải tuyệt hậu rồi. Mẹ tôi lúng túng không dám nói gì, chỉ biết gửi gắm hy vọng vào anh trai tôi, mong anh sớm khỏe lại. Mẹ không ngừng tìm những bài thuốc cổ truyền, nhưng anh tôi uống hết thuốc này đến thuốc khác vẫn không có tác dụng. Thứ đã mất rồi làm sao mà mọc lại được đây? Nhưng mẹ tôi không bỏ cuộc. Tính tình anh tôi càng lúc càng nóng nảy. Tóc anh mọc ra dài ơi là dài, cặp mắt lồi ra, con ngươi toàn là tơ máu đỏ ngầu. Mỗi khi mẹ không có ở nhà, tôi là người sẽ đưa thuốc đến cho anh. Anh uống thuốc xong đột nhiên cầm chén thuốc đánh tôi. Tôi vội vàng né tránh, chẳng sợ anh ta chút nào. Lúc trước anh ta có thể túm tôi lại đánh tiếp, nhưng bây giờ anh ta không xuống giường được nên tôi né rất là dễ dàng. Con khốn, chờ tao khỏe tao nhất định sẽ đánh chết mày. Dĩ nhiên anh tôi cũng phát hiện ra điều đấy, tức giận quát. Tôi đột nhiên nở nụ cười. Anh à, anh không khỏe nổi đâu. Vòng tay nhà họ Trương bị anh bán rồi. Nhà họ Trương sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn. Quỷ giật dây, anh đã bị quỷ ma theo dõi. Biểu cảm của tôi trở nên u ám. Anh sắp chết rồi. Nói hết câu tôi xoay người rồi đi. Tôi không thèm quan tâm đến tiếng mắng mỏ đầy tức giận của anh trai. Từ sau khi bị tàn phế thì anh ta thường hay nổi điên như thế. Mọi người trong nhà quen cả rồi, ngoài mẹ tôi ra chẳng ai thèm để ý đến anh ta. Sang ngày hôm sau, mẹ tôi bưng chén thuốc vừa nấu xong bước vào. Vài giây sau đã nghe thấy tiếng la hét thê lương của bà. Minh Dương! Minh Dương! Con của mẹ! Anh tôi chết rồi. Anh ta nằm trên giường, hai mắt mở to, miệng há ra, cổ bị vẹo thành một góc độ kỳ lạ. Tư thế chết rất quỷ dị. Lễ tang của anh tôi diễn ra rất chóng vánh. Mẹ tôi thì đau khổ, nhưng trên mặt cha tôi là chẳng có vẻ gì là buồn bã. Đúng như lời ông nói, một đứa không thể nói giỏi tông đường, thà không có còn hơn. Ai mà ngờ được, lúc trước ông từng rất yêu thương đứa con này cơ chứ. Rất nhanh, trong làng đã xuất hiện tin đồn về cha tôi và mẹ của thằng ngốc. Mẹ tôi như chợt hiểu tại sao thái độ của cha lại thay đổi như vậy. Bà vừa tuyệt vọng vừa tức giận, khi thì gào khóc, lúc thì la lối giận dữ trở nên kỳ lạ. Cha tôi vừa về nhà đã bị mẹ cản lại. Trương Thản Sinh, chuyện giữa ông và mẹ của thằng ngốc kia là sao? Cha tôi chẳng chút kích động, ngược lại còn vô cùng lạnh lùng bình tĩnh. Tôi cũng đang định nói với bà, đại trụ là con tôi muốn cho nó về nhận tổ quy tông. Đại trụ là tên của thằng ngốc. Mẹ tôi không khống chế được, hét lớn một tiếng, sau đó như phát điên, lao đến vừa đánh vừa cắn cha tôi. Cha tôi tát vào mặt mẹ tôi một cái, lao vào đánh nhau với bà. Sức của phụ nữ làm sao có thể so được với đàn ông. Mẹ tôi bị cha đánh đến mức mặt mũi bầm dập. Cha quả quyết muốn đón thằng ngốc về. Nhà họ Trương không thể tuyệt hậu được. Tôi không thể làm chuyện có lỗi với tổ tiên. Vậy là dưới những lời chế giễu của cả làng, cha tôi chính thức đón thằng ngốc về nhà. Ngày thằng ngốc vào cửa, trên mặt cha tôi hiếm hoi lại nở nụ cười. Tôi thấy sợi chỉ đỏ càng ngày càng hiện rõ sau bàn tay thằng ngốc, cũng không nhịn được nở nụ cười. Thằng ngốc về nhà họ Trương ở, nên mẹ thằng ngốc cũng thường xuyên đến nhà tôi. Mẹ tôi nấu cơm, mẹ thằng ngốc chỉ vì ngồi xuống ăn. Vượng Lan, bà có biết xấu hổ không? Cơm tôi làm mà bà cũng ăn. Mẹ tôi tức giận đi đến kéo bà ta ra. Vượng Lan cũng chẳng phải dạng hiền lành gì lắm, đứng dậy bật lộn với mẹ tôi. Cha tôi bên cạnh chỉ yên lặng cơm không nói tiếng nào. Vượng Lan là góa phụ, cô nhi góa phụ em mà, kỹ năng đánh nhau mạnh hơn mẹ tôi nhiều, nên mẹ tôi không đánh lại bà ta. Cuối cùng, người chịu thiệt nhất vẫn là mẹ tôi. Bà ngồi dưới đất bật khóc. Minh Dương à, sao con lại ra đi như vậy? Nếu có con ở đây mẹ sẽ không bị người ta bắt nạt thành thế này. Cha tôi tức giận ném đôi đũa. Đừng có nhắc đến cái thứ xui xẻo đó. Còn muốn ăn cơm nữa không? Chuyện này cứ tái diễn thêm vài lần. Nhà tôi trở về trạng thái bình yên như trước. Mẹ tôi hệt như một cái xác không hồn. Thằng Ngốc và mẹ nó thì ở trong nhà tôi vinh báo, đắc ý, sai bảo mẹ tôi như người ở. Cứ như một đứa con mang họ Trương là cái gì cũng tài giỏi lắm vậy, dù cho đứa con đó chỉ là một thằng ngốc. Thằng Ngốc này phiền lắm, còn phiền hơn cả Trương Minh Dương. Một năm trước, lúc tôi đi cắt rau về cho heo ăn, thằng Ngốc đột nhiên lao về phía tôi. May mà tôi chạy kịp. Từ đó về sau tôi luôn trốn tránh nó. Sau khi vào nhà, thằng Ngốc dường như ý thức được nó có người bảo kê, nên mỗi khi tôi không nghe lời, nó sẽ tức giận làm tôi bị cha đánh. Nó học theo y hệt Trương Minh Dương. Tôi đếm từng ngày trôi qua, nhìn sợi chỉ sau tay nó càng lúc càng đậm, tâm trạng càng lúc càng thoải mái. Nó thật sự nghĩ rằng làm con cháu nhà họ Trương là chuyện tốt à. Nhà họ Trương bị đoạn tử tuyệt tôn đó nha. Mẹ tôi cũng nhận ra điều đó, lén hỏi tôi, Minh Dương cũng có sợi chỉ giống cái sợi sau tay thằng Nhóc kia. Xuân Nhi, con nói cho mẹ biết, nếu vòng tay bị mất, nhà họ Trương sẽ đoạn tử tuyệt tôn, có phải thật không? Chính bà nội nói vậy đó, tôi đáp. Mẹ tôi hiển nhiên đã tin là thật. Bà vừa khóc vừa cười, nói là mẹ hại Minh Dương, nếu mẹ không lấy vòng tay của mày cho nó. Mẹ tôi điên cuồng chà sát hai tay vào nhau. Minh Dương, mẹ xin lỗi con, mẹ đáng chết, là mẹ hại con, đứa con đáng thương của mẹ. Tại sao mẹ lại lấy cái vòng đó chứ? Tại sao? Nước mắt hối hận theo khóe mắt mẹ tôi rơi xuống. Nhưng giờ khóc không có tác dụng gì đâu. Anh tôi chết rồi, bị bà ta hại chết. Chính bà ta hại chết đứa con trai yêu quý của mình. Một lúc sau, mẹ tôi đột nhiên mở miệng, vòng tay mất rồi, nhà họ Trương sẽ đoạn tử tuyệt tôn, đúng không? Tôi gật đầu. Mẹ tôi nói đừng cho cha con biết. Nói xong bà ta lại cười ha hả, trong mắt chất chứa đầy sự thù hận. Thằng Ngốc đã thay thế anh trai tôi, trở thành đứa con yêu quý được cha tôi nâng trong lòng bàn tay. Trong nhà có gì tốt đều để dành cho nó hết. Không chỉ thế, cha tôi còn tìm đến bà mối trong làng, chuẩn bị cưới vợ cho thằng Ngốc. Nhưng con gái nhà lành ai lại muốn gả cho một thằng ngu như vậy chứ? Không cưới được, cha tôi bắt mẹ tôi đưa hết tiền tiết kiệm ngân hàng ra mua vợ cho thằng Ngốc. Nhưng vợ chưa mua được, thằng Ngốc đã chết rồi. Nó bị đuối nước, cái chết của nó rất lạ. Con suối đấy rất cạn, nước chảy cũng chẳng xiết, nhưng nó lại qua đời ngay chính tại dòng nước cạn đó. Hai mắt nó trừng rất to, hoảng sợ nhìn về một phía. Và đó là nửa đầu câu chuyện Sợi Chỉ Đòi Mạng. Liệu những bi kịch của nhà họ Trương có kết thúc không? Và liệu mọi chuyện sẽ đi về đâu? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu phần còn lại trong thứ Bảy tuần tới. Đừng quên khung giờ của nhà Mọt vào lúc 19h30, thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!